Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi tám trò ở đây khả ái và ngây ngất lòng người. Trò đầu tiên mình chơi là Sonic Dad. Sonic Dad. Cùng với Gameplay Adventure. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tân của mình. Tiến lên! Vào phát là mình phải chọn ngay cái nền đường màu xanh này cho nó nổi để đỡ bị đau mắt. Chúng ta cứ chạy trên cái nền đường màu trắng màu vàng xấu lắm. Đây là cô nàng Ami đó, nhanh chóng thoát khỏi cái vùng đất cát này được, sang cái nền gỗ nó dễ nhìn. Đây rồi, chúng ta sang cái nền đất gỗ rồi. À, nền gỗ, gỗ. Nền gỗ chứ không phải là đất gỗ. Lại sang cái nền cát rồi. Sang đây xem nào. Trong này có mấy cái nhân vật có cái trang phục rất là đẹp nhưng mà mình chưa có mở khóa được. Do chi phí mở khóa nó khá là đắt. Ui dồi ôi. À, một pha đối mặt với con boss này. Chúng ta sẽ đối mặt với con boss ngay đây đây. Trước mình không hiểu cái động tác này để làm cái gì. Sau đó mình bình tĩnh suy nghĩ, hóa ra là vào đây để gửi những cái bánh vàng vàng mình ăn được. Ô đây rồi, boss đây rồi. Còn boss này khá là béo này. Đáng cái béo như này là xuống đây chạy cùng mình chứ không nên là ngồi trên cái máy bay này. Càng béo hơn. Chúng ta suy ra được là cái con boss này khá là lười. Ừ, có giỏi thì xuống đây. Có giỏi thì xuống đây. Hãy cứ đậu trên cái máy bay ấy. Đây sẽ là một cái pha gọi là vả chớp nhoáng của mọi người. Một phát. Đây không phải vả, đây dùng tay. Dùng đầu luôn, sợ không? Phêu ôi. Thua. Rồi mình đi sang một cái game khác, đó chính là cho Teen Titan. Bắt đầu nào. Mình đã mua một số nhân vật mới. Ở trên này có cái gì này? Tầm đi xem này có cái dấu chấm than gì này. Tiền à? Wow, đây có hôm nay có nhiều người cần giúp đỡ thế nhỉ. Có một cậu bé. Không đi lên trên này, lên trên này. Bên trên này có cái gì này? Gì rồi, đi ra này xem. Đây có một cậu bé này. What, thì như cậu ta cần sự giúp đỡ. Mình sẽ giúp đỡ, mình sẽ sử dụng cái đội hình toàn thanh niên trẻ đó. Toàn các siêu hùng trẻ thôi. Chắc là sẽ giúp đỡ một cách nhanh chóng. Tình hình mình vừa mua được Kid Flash, phải chưa? Kid Flash này siêu là chữ đam to vãi 16 này. Trong cô nàng rùa này có cái chiêu gì này? Ném trứng à? Ô để trứng luôn. Wow. Mình
sẽ sử dụng Kid Flash. Anh ta có cái chiêu lăng ba dí bộ tốc độ của này siêu cao. Ôi ôi ôi, wow, mất 9 máu. Hãy xem lăng ba dí bộ của đây. Hai thanh niên song sinh. Ôi, không trở về với cắt bụi à? Rồi, mình sẽ cho Robin dần tiếp chiêu. Ủa, cái gì đây? Ai khốn thế nhỉ? Này trở về với cắt bụi này. Mình cứ thấy cái con vịt này ra là mừng rồi, vì nuôi ở đoạn đàm sẽ rất là to. Wow, gồng máu à. Xem đây là ba dí bộ của Kid Flash đây. Tiếp chiêu. Ủa, nghe không nhỉ? Vẫn còn một máu. Miễn nhiễm. Ôi, đây không phải chiêu tấn công mà chiêu thủ. Đây, con gà này nó đang tấn công này. Đó, gà để trứng vàng. Tính cấp độ rồi. Đội hình của mình hiện tại đang rất là mạnh. Ten ten ten. Cấp 9 này, mình sẽ tăng vào cái sức mạnh này. Ten ten ten. Mình sẽ sang trò chơi tiếp theo nhá, đó chính là cái trò Ben 10. Ben 10 trong cái máy này của mình đã đạt cấp độ 11 cơ, không phải dạng vừa đâu. Ôi, như ở xa xa là núi Phú Sĩ. Ten ten ten, mình sẽ đi luôn. Ở đây có những cái con quái vật này, nó thuộc dạng bay rồi, nó không ở dưới mặt đất nữa. Mình có thể nhảy lên để đấm cho nó cái. Đó. Mình đã biến thành một siêu anh hùng có khả năng sử dụng hơi nước. Đó, như thế. Anh ta vừa gọi sóng thần ra. Sóng thần cái quấn bay tất cả mọi thứ luôn rồi. Hết năng lượng rồi. Cái đồng hồ của mình hết năng lượng rồi. Ôi trời, đồ nó tọc rồi. Sống lại rồi, sống lại rồi. Hết sạch cái lượt hồi sinh rồi này. Cái này hình tròn này cho an toàn. Hình tròn này giáp rất là cứng. Đó, lên. Có kịp không đây? Ô hô, vẫn kịp luôn. Ôi mừng thế. Trò chơi này nó không hiện cái quãng thời gian mình đi và cái map bản đồ để mình hướng tới. Ủa, tôi chết bố rồi. Thua rồi à? Thua rồi. Thôi, mình sẽ sang một cái game khác thôi. Mình sang trò Mario. Rồi, mình luôn nhận được những câu hỏi làm sao mà em mà chơi phần remix liên tục được. Thì các bạn hãy vào cái bếp này. Vào cái bếp này để thu thập những cái vé. Nó có những cái tấm vé đó thì tao mà chơi luôn, chơi bẹt bẹt cái này nhè. Hình như cái này nó tầm 3 tiếng nó lại có một lần ấy, nên cứ vào mà thu. Đấy, mình được một cái vé này, trên được 3 cái vé này. Kiểu đây là bốc thăm trúng thưởng ấy mà. Rồi, cho em ra khỏi đây cái. Chúng ta đang về nhà chính nhỉ. Mình đi chơi phần remix 10. Đó, cái phần này là chắc chắn là cần những tấm vé vừa nãy mình bốc thăm đấy. Xem hôm nay là có những cái màn gì mới không nào. À,
Vào đây thỉnh thoảng có những màn mới, hôm thì lại toàn màn cũ. Ôi đồ, hoảng quá. À, màn mới nhầm rồi. Chúng ta có những con khỉ. Cái con khỉ nó nặng lên đeo. Có mỗi màn mới mà chết sớm. Ô, màn này màn mới này. Lần đầu tiên gặp mặt đây này. Ôi sao đen thế nhỉ? Hôm nay có vẻ ngày không may mắn lắm thì mình chết liên tục các bạn. Ôi, chết liên tục này. Hôm nay có vẻ như chưa ăn sáng là chơi hơi kém. Ôi mừng quá, từ nay mới được một màn. Có hôm chơi chả chết mạng nào, hôm nay chơi quá mạng nào ván nào chết ván ấy luôn. Ủa đây cũng là một màn mới các bạn nhé. Màn này mình chưa từng gặp bao giờ đâu. Ôi, màn này cũng là màn mới. Màn này là màn quá là mới luôn. Màn này không mới, màn này vẫn là những màn cũ. Mình chơi qua nhiều lần mình biết. Không sao, thế không được rồi, phần này là cái phần xáo trộn thôi. Người ta cứ xáo trộn những cái màn mới và màn cũ với nhau ấy. Nên đôi khi là mình chơi nhiều. Chúng ta sang một cái game khác thôi. Đó là chờ Osport to Run. Wow, vào rồi này. Mình đang sử dụng một cái nhân vật này là ma. Đấy, khoác trên mình cái áo choàng của một con ma trong những ngày Halloween. Về đi hù những người trong thành phố là quá là sợ luôn này. Trò mình đang chơi là trò Osport mới, phiên bản mới trong năm 2019. Hay quá nhờ. Ôi, đẹp chưa nhờ. Trò này là cái trò khá là đẹp ấy. Đồ họa bây giờ nó sửa lại nhìn rất là bắt mắt. Mình đang đi vào trong cái thành phố tối um này, chẳng như cái gì. Ôi tối quá. Thành phố đang chìm trong màn đêm rồi, nghe là tối lắm. Mình phải sang một thành phố khác thôi. Bây giờ chúng ta đi sang thành phố khác. Sợ tối quá mọi người lại không nhìn thấy gì. Ô đây rồi, sáng rồi. Trò này có giống luôn, cách lối chơi nó giống hệt cái trò Sonic Dash. Chắc là phải vay mượn ý tưởng của nhau ấy. Mình sẽ đi vào trong thành phố cối xay gió. Ô, trời lại tối mù rồi, chả nhìn thấy gì rồi. Tối quá không nhìn thấy gì. Đông cả vào tường rồi. Rồi, trò tiếp theo mình chơi là trò Sky Teacher. Đây nào. Tên.
Cái màn này hôm qua mình biết cách chơi rồi. Trong một cái máy của mình thì cũng mình cũng qua rồi. Đó chính là, đó là mỗi khi mình sử dụng nhầm cái băng dán ấy, cái ngọn nến kia có cái mấy hình băng dán màu xanh thì mình lại cứ đi dán băng dính màu đỏ mà. Thế thôi cô giáo phát hiện ra. Hôm nay chúng ta đã rút kinh nghiệm này. Rút kinh nghiệm từ rất lâu rồi. Tên 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 tên. Cô giáo đâu rồi? Ô. What should I wear to the masquerade party? À, cô giáo ở cái góc kia đang nhìn chiếm bức ảnh của mình. Mình chưa dám mở cửa đâu, đợi cô giáo vào phòng. Vào rồi. Đây anh em ơi, nhìn này. Đó, băng dính màu xanh nhá. Mình lại cứ nhầm rồi. Time to party. Time to party. Chuồn 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 chuồn. Rồi. Giá đâu rồi? Mình chuồn anh em ơi. Có vẻ như mình đã thành công rồi thì phải. Chúng ta hãy vào để theo dõi xem này. Cô giáo có sập bẫy không? Ôi, tại sao cái ngôi nhà này lại nhiều mạng nhện thế này nhỉ? Có vẻ như đây không phải là một cô giáo đâu các bạn. Đây là một mụ phù thủy sao ấy. Nhìn này, nhìn ngôi nhà này, trăng tơ này, mạng nhện này, spider này. Wow. Ôi ôi, đây này, lại có hàm răng này, chắc chắn đây là nhà phù thủy, không phải nhà cô giáo, mình nhầm rồi. Hãy bí bơ đây, thú yêu này. Happy birthday to me, boom, 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 boom này, boom. Thế là mình đã chôn thành công rồi. Rồi mình sẽ sang một cái game khác vậy. Đó là trò Lego Marvel. Ten ten ten. Chúng ta sẽ chơi cái màn này. Màn ba xong rồi. Ôi. Người nhện. Đây chỉ là người nhện anh em ơi. Còn thanh niên này là người cáp. What the? Gọi đồng bọn à? Hắn ta đang gọi rất là nhiều đồng bọn ha. Ôi, hắn lại lên rồi. Wow, trò chơi này hay. Lại gọi rất là nhiều cái con lính cát ra này. Cứ đứng ở xa mà bắn thôi, đứng tiến gần nó lại bắn nó chết. Lốc xoáy quá. Quá cả lốc. Khốn quá. Quả này nhiều win rồi này. À, đây người cát đây. Bắt lấy nó. Hoàn thành nhiệm vụ xong rồi. Rồi mình sang một cái màn khác. Chơi tiếp không đây? Ta sẽ làm một ván khác. Nhưng đây là một cái sự kiện gì đó thì phải. Wow, mình biết rồi. Đây là tiến sĩ Octobot hay cái gì ấy. À, mình đang điều khiển Captain. Đu. Đầu cái tên tiến sĩ này phải là người nhện đấy đúng không? Cho play Spider-Man đúng không? Ừ.
vũ ra là xong hết. Ở đây có một luồng điện tử này, nó không cho mình đi ra ngoài đây. Có tiến sĩ này. Ông tiến sĩ. Đây rồi, đây rồi. Cái con nhện nhện đây rồi. Xin chưa? Win rồi sao ấy? Còn con nào không mang nốt ra đây xem nào. À đây đây lại còn con nữa. Quả đích thân tiến sĩ sẽ ra tay. Cái gì đây? Gì đây? Húc 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 gọi húc ra. Đủ cái đích đích ra được này. Đánh vào cái này, đánh vào quả cầu này. Cái đánh máy chảo thắng được. Ok. À mình biết rồi. Tiến sĩ đây cũng là mở cái giàn quan này ra mình mới đánh này. Mở cái kính này ra đánh này. À biết rồi. Win rồi, win rồi, trời ơi, đánh mãi mình thắng được. Đánh mãi mới win được. Rồi mình sang cho con lại, SpongeBob Frenzy. SpongeBob's get... If you beat this score, you will get a new game. Mục tiêu là 1000 điểm à. Sai thua. Rất toàn gặp cái anh chàng này ấy nhở. Thanh niên này đầu có cái quả đầu chọc nhìn xấu. Sẽ đến một cái màn 20. Màn này là tìm cái chú ngựa này. Chạy đâu rồi Pháp? Chạy đâu rồi Pháp? Everything looks fine to me. Faster. Đấy, cái con ốc xin, à cái con bọ chép này nó hóa to khổng lồ lắm ấy, đừng quay thường nhé. Mình xem trên phim mình thấy thế. Plankton. Đồ. Mình thua cái áo nhỉ. Mới được có 600 điểm thôi. Oh,
chúng ta còn thiếu khoảng 200 điểm nữa anh em ơi. Trời, mày này thua chắc. Bảo hơ. Ôi xịt rồi, thua rồi. Wow, đó là tất cả 8 trò chơi trong ngày hôm nay của mình. Goodbye, see you again.